Vừa mới gây sốt cùng địch nệ nhật 3, Dương Dương thừa thắng xong lên, cặp kè với tiểu lưu dược phi trong một tòa thành đang chờ anh. Đoạn thành công rực rỡ của bộ phim ngôn tình ngọt sủng em là niềm kiêu hãnh của anh, hợp tác cùng địch nệ nhật 3, nam thần Dương Dương sẽ nên duyên cùng Vương Sở Nhiên. Mới đây xuất hiện nhiều thông tin Weibo cho rằng Dương Dương sẽ thừa thắng xông lên với bộ phim có đề tài tương tự em là niềm kiêu hãnh của anh. Dự án mang tên một tòa thành đang chờ anh, chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hy. Theo đả nữ chính của bộ phim này được xác định là ngôi sao sinh năm 1999, Vương Sở Nhiên. Dương Dương thủ vai Tống Diệm, còn Vương Sở Nhiên và vai Hứa Thấm. Cặp đôi hứa hẹn sẽ mang tới một bộ phim với đầy đủ cung bậc cảm xúc trọn vẹn của tình yêu lứa đôi. Sau 3 tháng tin đồn xoay quanh về việc nữ chính sẽ do Tổng Tổ Nhi, Châu Giã, Vương Sở Nhiên, thì dường như Tiểu Hoa sinh năm 1999, Vương Sở Nhiên đã được xác định là nữ chính của một tòa thành đang chờ anh. Vương Sở Nhiên được biết đến qua vai liệu Tích Âm, Tường Quân Tại Thượng, Trương tỉ Hàm, Thanh Bình Nhạc. Vương Sở Nhân gia nhập showbiz từ năm 2017, sự nghiệp mới phát triển. Chuyện tình ái của cô vẫn được khán giả quan tâm bởi nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp triệu người mê, là người tình trong mộng của nhiều khán giả. Cô còn được mệnh danh em họ quốc dân và so sánh đẹp không kém Lưu Diệc Phi. Dương Dương được đánh giá là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của showbiz Trung Quốc hiện nay. Nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của anh chàng, có thể thấy rằng thành công của anh chàng có được nhờ vào phần lớn nhan sắc quá hoàn hảo. Bên cạnh đó, những vai diễn của Dương Dương cũng xoay quanh tuyển nhân vật đại thần, nam thần với vẻ ngoài lãng tử, nhưng luôn thu hút hàng triệu trái tim của biết bao thiếu nữ. Anh được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến nhờ ngoại hình xuất chúng, xuất hiện trong nhiều tác phẩm đỉnh đám như Tai Trái, Thiếu Nữ Toàn Phong, Vũ Động Cản Khôn, Em Là Niềm kêu Hãnh Của Anh. Nội dung phim Một Toàn Thành Đang Chờ Anh, xoay quanh đội trưởng đội cứu hỏa tổng diệm Dương Dương Thủ Vai, và bác sĩ khoa cấp cứu hứa thấm vương sở nhân thủ vai trùng phùng sau 10 năm xa cách lúc trước hai người vì gia đình phản đối mà bị ép chia tay khi gặp lại nhau cả hai đều đã trưởng thành Tống diệm dẫn dắt đội cứu hỏa vì bảo vệ tính mạng tài sản và an toàn của người dân mà anh dũng cảm phấn đấu trải qua vô số lần cận kể cái chết nhưng vẫn không quên sơ tâm sự kiên trì của anh đã cảm hóa hứa thấm nút thắt trong lòng họ nhiều năm qua cũng dần dần được hóa giải hai người cùng khắc phục rào cản của gia đình cuối cùng một lần nữa ở bên nhau cổ vũ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ dù sở trường của mình để bảo vệ thành phố xinh đẹp này việc vương sở nhiên nên duyên với dương dương trong một tòa thành đang chờ anh cùng với lý mộc qua là đạo diễn phim thì chắc chắn tác phẩm này sẽ thành công khi lên sóng dự kiến sẽ khai máy vang ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại tô châu thời gian quay trong năm tháng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh đã nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại